Chào các bác. Hôm nay mình sẽ ăn sáng bằng mì gói. Thường thì mình sẽ thấy quảng cáo TV là rất là ngon, đầy đủ. Nhưng tất nhiên trong tô mì thì nó mì tôm á. Nhưng mà đôi khi các con tôm cũng chẳng có nữa. Cái này là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nước ra sôi. Mình lột trước vì mình không muốn quảng cáo cho bất kỳ loại mì nào. Nói chung mì nào mình cũng đớp được. Thì mình sẽ có là thịt bò, xúc xích, hành, cái khóm hay gọi là thơm, chanh, trứng, và đây là nem chua các bạn. Mình là người miền Trung, quen Quảng Ngãi nên sẽ có thêm bánh tráng, lòng bò húc. Nào mình sẽ cho thứ vô nha. Tiên là bò, cái này thì nó sống nhưng mà nói chung nó ăn cái tái được nên mình không cần phải quan tâm nó chín không chín đâu. Nếu mà các bạn nào hay đi sân bay á thì chắc cái tô này cũng đáng giá 100.000 đó. Sân bay rẻ, ví dụ như sân bay Quy Nhơn hay là Chu Lai á, thì số lượng thịt bò chắc khoảng 1/3 này thôi, nhưng mà cũng 30-40 rồi. Còn sân bay Sài Gòn thì mình ít ăn lắm, mình không biết. Mình chỉ ăn phở đó, khoảng 70, nếu không có nước uống. Rồi bây giờ mình bỏ thêm một số thứ khác. Bây giờ là bỏ hành đi. Thôi mình dùng tay nha các bạn, tay mình cũng rửa sạch lắm đó. Hành, khóm, chanh với lại mấy kia thì bỏ sau. Chanh với lại trứng thì bỏ sau. Chỉ bỏ xúc xích vô trước thôi. Trứng này, trứng gà bị bể nên nó bị mình vừa quay vừa cầm một tay nên hơi khó các bạn, không cảm. Một tay là khó thế này, nếu mà mấy bạn mà bị tàn tật thì cuộc sống rất là khó khăn nè, nên chúng ta cuộc sống phải ưu tiên người tàn tật là đúng rồi. À, xong bây giờ mình sẽ chế nước. Nước này sôi này này. Xong theo đúng công thức của hướng dẫn sử dụng là sẽ đậy lại trong 3 phút. Các bạn chơi nha. Chà, nhìn cái máy ngon nha. Ok, giờ mình sẽ bỏ cái này vô. Nem chua. Nem chua thì ăn không cũng được các bạn. Ngon lắm, mình cũng hay thích ăn không. Rồi, ăn chanh vô. Mình thì thích ăn mì chua chua.